Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ hai giữa 11 12 A11 và 11 A9. 11 A9 thì trong đồng phục áo màu đen, đen xám quần đen, thì 12 A11 thì trong đồng phục áo màu xanh đen, quần đen. Ở sân bên kia là 12 A11, còn sân bên này trước ống kính của chúng ta là 11 A9. Và điểm số lại cân bằng 1-1 cho 11 12 A11 rồi. Rất khó nhớ nhá. Quay ngang các bạn có nhìn được không? Các bạn xem nhá, lượt các bạn đi các bạn xem nhá. Trời đã bắt đầu quả nặng rồi. Vậy là 11 A9 đánh bóng trước qua lưới, điểm đổi về cho 12 A11, 2-1. Các bạn đóng cản cho cầm tay em rúng rồi. Cầm tay nó hơi rúng. Vậy là điểm số là cân bằng 2-2. Điểm số là cân bằng 2-2 rồi. Mười hai A 11 đánh bóng ra ngoài, điểm cho 11 A9, 3-2. Điểm số đáng nghiêng về 11 A9, 3-2. Xin lỗi các bạn phải thông cảm nha, nếu mà liver thế này hết nọc ở trong rúng ấy. Thì AD đã có chân máy đấy rồi, AD chân máy đi ăn lo quấy rồi chứ không thể để được. Mười một A chín bỏ bóng trước qua lưới, điểm đổi về cho 12 A11, 3-5. Mười một A chín đổi câu, chạy câu kìa. Trận này là trận giữa 11 A9 và 12 A11 nha các bạn ạ. Thì điểm số đang nghiêng về 11 A9, 6-3. Mười một A chín đánh bóng chưa qua lưới, điểm đổi về cho 12 A11, 4-6. Chào 50 người đang xem nha. Các bạn ai chưa follow kênh TikTok của Lê Văn Bốc Ngô thì nhớ follow ủng hộ Đế nha, để Đế có thêm động lực quay các trận bóng chuyền tiếp theo nha. Bước một rất hay của các cô gái. 11 A9, vậy là chưa qua lưới rồi. Điểm cho 12 A11, 5-6. Bực 1 rất tốt. Sân 6 ở đây không quay. Quay sân trước đấy. Lâu giờ quay sân 6 rồi.
6 đều rồi. Mấy pha bóng 12 A11 và phạt bóng 11 A9 là phạt bóng ra ngoài. 12 A11 ở phạt bóng ra ngoài, điểm đổi về cho 11 A9 76. A11 đã đổi bóng ra ngoài, điểm cho 11 A9 86. Bây giờ 86 đang nghiêng về 11 A9. Trời đã bắt đầu có những ánh nắng đầu tiên rồi, rất chói chang. Bây giờ nắng ngập nhưng mà rất chói. A11 phạt bóng ra ngoài, điểm đổi cho 11 A9 97. Nghiêng về 11 A9. Đánh bóng trước qua lưới, điểm đổi về cho 11 A9 17. 17 rồi. Vậy là 12 A11 đã có điểm rồi. 80. Điểm cho 12 A11 80. Lỗi bước 1 của 12 A11. Điểm đổi về cho 11 A9 118. Bây giờ trường này thì đánh không phải là đánh trong khối đâu các bạn ơi. Đánh này là đánh với cầu theo vòng giữa khối 10 và khối 11 và 12. Chứ trừ không đánh một khối chủ. Cái điểm đã nghiêng về 11 A9 là 11-8 rồi. Mười hai A 11 đánh bóng trước qua lưới, điểm đổi về cho 11 A9 118. 12-8 rồi. Bước 1 tốt rồi, nhưng rất đáng tiếc nha. Điểm cho 12 A11 8-9-12. Điểm đổi cho 12 A11 9-12. Phạt bóng lỗi dẫm vạch của 12 A11. Điểm đổi cho 11 A9 13. 13-9. À đây cũng không biết vì thấy bên trọng tài không lật bằng điểm.
139. Thầy ơi. Điểm đổi về cho 12A11. 10 13. Thì ở đấy thì cái xẹt đầu đầu tiên ấy thì bên bán lật bảng điểm ấy có quên đi 1-2 quả hay sao ấy. À để quay đi, để con nhớ mà. Có điểm rồi mà kiểu không lật bảng điểm. Điểm 11 13 cho A 12 A 11. Điểm đổi về cho 12 A 11. 12 13. Nói chung là cũng rất khó hiểu ở đấy thì mình AD thì cũng thể nhắc được. Vậy là 11 A9 đã đánh bóng ra ngoài. Điểm đổi về cho 12. A11. 13 đều. 13 đều rồi. Bóng trong sân. Điểm đổi về cho 11 A9. 14 13. 14 13 rồi. Chào Doãn Hiệu nhá. Ở trường Tấn Kỳ Bá bạn ơi. Trường cấp 3 Tấn Kỳ Bá. Lỗi không hiểu ý nhau của các cô gái. 11 A9. Điểm đổi về cho 12 A11. 14 đều. 14 đều rồi. Tiếp tục là A9 đánh bóng chưa qua lưới. Điểm đổi cho 12A11. 15-14. Bước 1 tốt của A9. Quá an toàn rồi. Vậy là 11 A9 đã đánh bóng ra ngoài. Và điểm đổi về cho 12 A11. 16-14. Tiếp tục 11 A9 đánh bóng ra ngoài. Điểm cho 12 A11. 17-10. Trọng tài chắc định bóng trong sân. Điểm đổi về cho A9. 15-16. Đã bóng vừa rồi thì trọng tài chắc định bóng trong sân. Bước 1 tốt rồi. Mười sáu đều. Lần này thì 11 A9 là phạt bóng ra ngoài. Điểm đổi cho
Tờ nha em bật sọ đây. Sờ nóng lén này này, sậu lý đấy, sợ ai bảo sợ thật. Cũng khó khó, nói chung cũng khó xử lắm. Cô không quay nhá, quay nổi TikTok có được đi. Phòng thủ rất hay nha. Đáng điểm đổi về cho 12-11 18 đều rồi. Bây giờ 18 đều rồi. Lỗi bước 1 của 12-11. Điểm đổi về cho 11-9. 19-18. Nghiêng về 11-9. Tiếp tục là lỗi bước 1 của 12-11. Điểm đổi về cho 11-9. 20-18. Đi đúng nghĩa bóng chuyền mà bạn. Đi chuyền đi chuyền lại, nếu mà đập thì ra ngoài mắt rồi. Điểm đổi cho 12-11. 19-20. Phòng thủ không thành công của các cô gái 12-11. Điểm đổi 21-19 cho 11-9. Các cô gái 11-9 phải cố gắng lên. Chúng ta sắp giành chiến thắng rồi. 11-9 phạt bóng trước qua lưới. Điểm đổi về cho 12-11. 20-21. Chúng ta nên nằn nọt những pha bóng về cuối nước cuối này. Bước 1 tốt rồi. Phòng thủ cũng rất hay của các cô gái 12-11. Vậy là bỏ bóng thành công đây. Lỗi bước 1 của 11-9. Điểm số lại cân bằng 21 đều rồi. Vẫn còn lỗi bước 1 của 12-11. Điểm đổi về cho 11-9. 22-21. Rồi. Trọng tài xác định bóng trong sân mà để cũng thấy bóng trong sân. Điểm số lại cân bằng 22 đều. 22 đều cho 12-11 rồi. Chào Trần Hiếu Trọng nha. Trần này là trần thứ hai rồi. Chào Trần Giang nha, không phải hồi khỏe vô đồng. Đấy là giải, chào mừng 92 năm đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường Tấn Kỳ Ba. Giải này thì hầu như là toàn khắp nước đều tổ chức. Điểm đáng nghiêng 23-22 nghiêng về 12-11 nha các bạn ơi. Vậy là 24-22 cho các cô gái 12-11. Vậy là 12-11 đánh bóng ra ngoài. Điểm đổi về cho 11-9. 23-24. Chỉ còn một điểm số nữa thôi. Chúng ta sẽ cân bằng điểm số. Chào bạn nha. Chơi mới được bạn. 24 đều rồi. 24 đều cho các cô gái 11-9. Trận đấu này rất hay nha. 24 đều rồi. Lỗi bước 1 của 12-11.
25-24 cho 11-A9. 25-24 cho 11-A9. Ở tấn kỳ 3 em ơi, ở trường tấn kỳ 3. Vậy là 11-A9 đã giành chiến thắng ở xét đấu thứ nhất rồi với điểm số 26-24. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào xét đấu thứ hai giữa 12-A11 và 11-A9. Trời đã bắt đầu nặng rồi. Chào Nguyễn Quế Đức ơi, không phải sao Phú Thanh không? Không phải xa Phú Thanh mà ở đấy là ở xa Tân An. Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An ấy. Thì phải xem được thôi. Thì khả năng của bạn ấy được từng nở thế Quỳnh Như. Khả năng của bạn ấy được từng nở thế muốn giỏi hơn mà được. Điểm 3-1 cho 12-11. Sáng nói nó bị tì. Bốn một cho 12-11 rồi. Điểm đổi bây giờ là cho 12-11 5-2 rồi. Chào chuyện nha, đánh bóng chuyền ở trong trường tấn cái bà bạn ơi. Đánh bóng chuyền trong trường tấn cái bà bóng chuyền nữ. Vậy là 11-A9 là đánh bóng ra ngoài. Điểm đổi về cho 12-11 6-2. Đi xét 1 là 11-A9 là giành chiến thắng với điểm số 1-0 rồi. Trời, thời tiết bây giờ thì rất nặng nhá. Rất chói. Lỗi bước 1 của 11-A9. Điểm cho 12-11 7-2 rồi. Khả năng sẽ phải bước vào trận đấu thứ 3. A11 đỡ bóng ra ngoài. Điểm đổi về cho 11-A9 3-7. Đang quay điện thoại ngang mà. Chứ mà cầm tay anh hơi rúng ấy.
thì đang lo tập trung vào bình luận này, tập trung vào bình luận đấy là hơi rung, mọi người thông cảm. Điểm 8-3 cho 12A11. Mọi người ai chưa follow kênh TikTok thì follow ủng hộ đấy nha. Tiếp tục là lỗi bước 1 của 11A9. Điểm đổi về cho 12A11. 9-3. Lỗi bước 1 của 11A9. 13 cho 12A11. Chuyên hải hay mà. Hải đồ chuyên hải rất đều rất hay, nhưng mà bước 1 nó hơi kém. Bước 1 của hơi kém. Trọng tài xác định đánh lại pha bóng này, vì trọng tài cũng chưa thấy. Lý do thì không có trọng tài biến, thì chỉ có một trọng tài chính thôi, nên là không thể nhìn bóng qua được hết sân. Điểm đang nghiêng về 12A11, 14 rồi. Lần này thì 12A11 phạt bóng, phòng thủ bóng trước qua lưới. Điểm đổi về cho 11A9, 50. Bước 1 tốt rồi. Trời ơi, một pha bóng đánh vào cột đen. Trúng vào cột đen đây ơi. Điểm đổi về cho 11A9, 60. Tiếp tục 12A11. Đánh bóng ra ngoài. 70 cho 11A9. Con gái mà đánh đi thì quá tốt rồi. Thì họ không phải đã được đánh thường xuyên, đến ngày mà đánh thế này thì quá tốt rồi, hơn nhiều ông con trai ấy. Nhiều ông con trai thì còn không biết bắt được một nữa cơ. Vậy là lỗi rồi. Điểm cho 11A9, 80. Lỗi bước 1 của 12A11. Điểm đổi về cho 11A9, 90. Sắp đều rồi. Sắp đều rồi. Lỗi của 12A11, 10 đều. Điểm số này cân bằng 10 đều rồi. Các bạn 12A11 mà để đều là có khả năng sẽ thua đấy. Trong bóng chuyền mà cứ để đều là thua đấy. Phòng thủ không thành công của các cô gái. 11A9 điểm cho 12A11, 11-10. 11-10 rồi. Ba câu mới sẵn sẵn được bàn tế tráng ơi. Ba câu. Điểm số lại cân bằng 11 đều rồi. Mười một A chín đã đánh bóng ra ngoài. Điểm đổi về cho 12A11, 12-11 rồi. Xin chào 48 người đang xem trên buổi live trên TikTok của Lê Văn Bóc Ngố nhé.
Vậy là đánh bóng cho qua lưới của các cô gái 12-11. Điểm số lại cân bằng 12 đều. Đã có điểm về cho 12-11, 13 đều. Rất chăng có ở xét đấu thứ hai này thì hai đội bóng này rất chăng có quyết tâm sẽ hòa hay không. Phạt bóng ăn điểm và lỗi đúc một của 11-9. Điểm 14-13 cho các cô gái 12-11. Bây giờ rất là nặng nhưng mà Đế vẫn cố gắng đừng để liver cho các bạn xem. Tiếp tục là lỗi bước 1 của 11-9, điểm 15-13 cho các cô gái 12-11. Phòng nói chung là bước 1 không được tốt. 16-13 nghiêng về 12-11. Tiếp tục là bóng ra ngoài. 17-13. 17-13 rồi cho các cô gái 12-11. Thì chào bạn nha. Cương tấn kỳ bá các bạn ơi. Trận đấu sẽ tiếp tục nhé. Điểm số đáng nghiêng về 12-11, 17-13 rồi. Đi phương án cây là được gọi các cô gái sở hữu nhiều, sử dụng nhiều ấy. Vì con gái thì sáo đập được những con trai. 12-11 phạt bóng trước qua lưới, điểm đổi về cho 11-9, 14-18. Lỗi bước 1 của 11-9, điểm đổi về cho 12-11, 19-14 rồi. Thì sau trận này thì Đế xin dừng kết thúc buổi live tại đấy nha, vì máy ảnh hết pin rồi, sợ ông quên đưa pin đi. Rồi là phải quay bằng điện thoại. Chứ phải về lại máy pin này. 11-9 đánh bóng ra ngoài, điểm đổi về cho 12-11, 20-14. Trận này thì xác định là sẽ đánh sạc bá rồi, sạc mấy lắm rồi. Nữ đánh đi đã hay rồi. Tấn Kỳ Bá có thêm sân đoàn cổng rồi ạ. Tấn Kỳ Bá có hai ba sân chứ. Tấn Kỳ Bá có ba sân, hai sân đằng sau sân vận động, còn trường là một sân. Điểm cho 11-9, 15-20. Vì là sáng đi vội, Đế đi vội của ai quên đưa pin máy ảnh. Máy ảnh sắp hết pin đây. Quay xong cái hiệp thứ 3 thì pin, nếu con pin thì có thể là phải cho bạn xé mà đến TikTok á. Nếu không con thì phải tắt cho để quay bằng điện thoại. Biết ra thân 6 hay hơn như Quỳnh ơi, ra thân 6 hay hơn nhưng mà...
thì lờ đứng đấy rồi, vì sân sáu tâm nó ra sờ dở tần á, nên nó mình cũng quay tròn tần được thì sờ được đấy. Và điểm đổi về cho 12 A 11 21 16. 11 A 9 đã chủ động đánh bóng ra ngoài và điểm đổi về cho 12 A 11 22 16. Cho các cô gái 12 A 11 rồi. Vẫn còn 24-16 cho các cô gái 12 A 11, chỉ còn một điểm số nữa thôi. Cố gắng gắng lên các cô gái ơi, chỉ còn một điểm số nữa thôi. Đã có điểm cho 11 A 9, 17 24. Còn thở là còn gỡ. Còn thở là còn gỡ nha các bạn. Mười hai A 11 đánh bóng đỡ bóng ra ngoài. Điểm 18-24 cho 11 A 9. Sân sáu A Đế là sân sáu sờ hân dở trần mất rồi, quấy ông kiểu hân ông tròn vẹn á. Thì đã đứng sân trước là phải quấy sân trước đấy. Thì đang còn nhiều trần rồi mà. Thì ở trận đấu thứ hai này thì 12 A 11 đã giành chiến thắng với điểm số là 25-18 và điểm số lại cân bằng về một đều rồi. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ ba giữa 10 A 9 và 12 A 11 và 10 A 9 đã có điểm số đầu tiên rồi. Điểm số 1-0 cho 10 A 9. Tổng tài xác định cầu thủ 10 A 9 phạt bóng lỗi dẫm vạch. Điểm đổi về cho 12 A 11 một đều. Tí nữa 10 A 7 A Đế biết 10 A 7 không biết gặp đội mới thì không biết, chỉ là biết 10 A 7 với gặp 10 A 6 hay sao ấy. Ông tặng về ông không. Bóng trong sân. Điểm đổi về cho 12 A 11 21. Thì các giải học sinh thì các bạn chỉ xem được đến cánh A Đế thôi. Vì chỗ A Đế chỉ có A Đế tập nghiệp chứ không có ai vào trong trường để quay mà. Thì một ba lỗ một máy là đi thôi các bạn. Thì kém bình luận nó hay hay tí nữa là được thôi. Gà vậy. Thì con gái nữa thôi bạn. Bước một tốt của không hiểu ý nhau rồi. Một pha bóng không hiểu ý nhau của các cô gái. 11 A9 điểm đổi về cho 12 A11. 3-1 rồi. 3-1 rồi. Mười một A 9 đã có điểm 2-3. Ở đây các thầy rất tấm lý bày cho các em cách đổi cầu, còn các trường khác thì ở đây cũng chưa biết. Em thấy trường Tấn Kỳ một không như này. 11 A 9 đã đánh bóng ra ngoài, điểm đổi về cho 12 A 11 4-2.
Mặc dù trời bây giờ đang nắng đi, Adé vẫn cố gắng đứng giữa nắng để quay cho các bạn xem nha. Có ổ nhưng mà đang tay đang cầm điện thoại không thể nói được, không thể che được ấy. Lỗi bước 1 của các cô gái 11A9 điểm đổi về cho 12A11. 52 cho các cô gái 12A11 rồi. Tiếp tục là lỗi bước 1 của các cô gái 11A9. Điểm số 62 cho 12A11. Lỗi vị trí của các cô gái 12A11. Thầy giáo ở đấy rất nhiệt tình. Tán đạp với hơi đen. Đề ạp rồi đấy. Đề ạp rồi để cho các bạn xem ấy. Giờ mà quay đến si ấy xem. Đen thì không phải là đen nhưng mà đề ạp vẫn đỡ hơn. Bây giờ trời đang nặng rồi. Thầy đang bay cách chỉ đổi câu cho các bạn trong sân, các bạn 11A9. Điểm bây giờ là 3-6 cho các cô gái 11A9. Bóng ngoài sân. Điểm đổi về cho các cô gái 11A9. 4-6. 4-6 rồi. Bóng trong sân. Điểm đổi về cho 12A11. 7-4. Chào Thảo nha. Nầu ní đánh mà không biết cầu mố lại cầu mố. Thì kiểu mà con gái mà người ta một nắm người ta đánh có lần thì người ta không biết là đúng rồi, không phải đánh thường xuyên được. Tiếp tục là lỗi bước 1 của các cô gái 11A9. Điểm đổi về cho các cô gái 12A11. 8-4. Trường đi nhiều giải mà. Thì bây giờ hai đội đổi sân. Hai đội đổi sân. Ở Tân Kỳ bây giờ là tỉnh giá đang phải mấy lắm, 16 giải cơ. Thì hôm nay thì Adé quay giải khác rồi. Thì chạy số mà. Thì cô chắc làm cái chủ đề này đấm ra chạy số nhiều. Điểm số đáng nghiêng về 12A11. 8-5. Bóng ngoài sân. Vậy là 11A9 đánh bóng ngoài sân. Điểm đổi cho cả cô gái 12A11. 9-5. 9-5 rồi. Hai mươi sáu tháng 3 bóng chuyền nam đúng rồi đấy. Thì Adé em không biết bạn ơi, đéo gắng ngáy rồi chị em mọi người. Tiếp tục 12A11 lại có điểm 10-5. Đéo bố gội đôi trận thưởng bạn ơi. Trời ơi, một pha bóng không thể vớt được. Điểm cho các cô gái 11A9, 60.
60 rồi. Mười một A chín đánh bóng chưa qua lưới, điểm đổi cho cả cô gái. 12A11, 11-6, 11-6 rồi. Chắc đi, chắc mày lắm cả cô gái ơi, đánh phải bình tĩnh đi. 11A9 lối qua sân, lối qua chân. Điểm cho các cô gái 12A11, 12-6, 12-6 rồi. Mười ba sáu cho các cô gái. 12A11, 13-6. Chào 50 người đang xem nhá, 50 người đang xem đến TikTok của Lê Văn Bóc Ngố nhá. Mọi người ai chưa follow thì nhớ follow kênh TikTok của Đế nhá. Vậy là 15-7 rồi. Còn 14-7, 14-7 cho các cô gái 12A11. Còn một điểm số nữa thôi thì các cô gái 12A11 sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này. Không qua lưới rồi. 8-14 cho các cô gái 11A9. Khoan. Hãy quả bóng trong sân. Con quả này em ơi, cố gắng con quả nữa. Vậy là kết thúc trận đấu thứ 3, 12-11 giành chiến thắng chung cuộc với điểm số 2-0.